Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24 từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmaus trở về thuận lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma, nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ giờ xem, ma đâu có xương, có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Suy niệm: trong cuộc sống, niềm tin là sợi dây để nối kết giữa người với người. Khi thiếu niềm tin, con người dễ dàng hoài nghi, sống bất an, lo lắng và sợ hãi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh sử Luca diễn tả tiếp nối những giờ phút đen tối và sợ hãi của các môn đệ đã và đang trải qua bởi biến cố tử nạn của vị thầy chí thánh đã đánh sụp hoàn toàn đức tin của các ông, khiến cho họ sợ hãi và chỉ biết nằm im thin thít trong nhà. Các cánh cửa đều đóng kín mít, thậm chí ngay cả khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến, các ông cũng đã hoảng hốt, tưởng là bóng ma, nhận thấy được sự hoảng loạn, lo sợ của các môn đệ. Mỗi lần Chúa hiện ra, Ngài đều ban bình an cho anh em. Cuộc thần hiện của Chúa đã đem lại bình an, mở trí và củng cố niềm tin cho các môn đệ. Tâm hồn tràn ngập bình an và niềm tin mạnh mẽ, họ can đảm ra đi giao giảng và làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Khung cảnh lời Chúa hôm nay là cơ hội để tôi kiểm định lại hành trình đức tin của tôi đối với Chúa. Chúa đã phục sinh và đến với tôi qua những biến cố thường ngày. Đôi khi vì sợ hãi và thiếu niềm tin, tôi đã vô tình bưng tai bịt mắt để chạy theo và nương tựa vào thế gian qua những đam mê vô bổ. Vì thiếu niềm tin mà tôi đã hoài nghi về tình thương của Chúa đối với mình. Thế nên, khi gặp những thử thách về niềm tin, khi phải đối diện với những khủng hoảng đã làm tôi chao đảo, bi quan và thậm chí tuyệt vọng, lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi biết chạy đến với Chúa để mở lòng, để Ngài mở lòng, mở trí và củng cố đức tin còn non yếu của mình. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên con để con có thể nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời con. Amen.